Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 27 tháng 2. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và mở đầu như thường lệ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Công an tỉnh tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế thực sự trở thành mái nhà chung cho những thành viên cùng chung ý tưởng cống hiến sức trẻ cho cộng đồng. Cùng gặp gỡ một thầy thuốc đặc biệt, đó là bác sĩ Đại Đức Thích Tâm Quang, Phó Giám đốc điều hành Tuệ Tịnh Đường Hải Đức. Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Tham dự lễ có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh. Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai tổ chức bộ máy của tiểu đoàn. Việc thành lập tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu nhằm thực hiện phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Huy động biên chế hiện có của Công an tỉnh trên cơ sở lựa chọn những cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, trình độ chuyên môn về nghiệp vụ và quân sự võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu như đấu tranh phòng chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối, biểu tình trái pháp luật, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm, tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội khi có yêu cầu. Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, thời gian tới, Thừa Thiên Huế đang đứng trước nhiều cơ hội, thách thức mới. Song hành với đó thì nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của tỉnh đặt ra cho lực lượng công an tỉnh nói chung và tiểu đoàn cảnh sát cơ động nói riêng hết sức nặng nề. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ban chỉ huy tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu sớm ổn định tổ chức và hoạt động, từng bước triển khai thực hiện các nội dung đề án, tham mưu đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác chiến đấu, quán triệt nguyên tắc lấy phòng ngừa là chính, đồng thời chủ động sẵn sàng lực lượng, trang bị đáp ứng mọi tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực hơn nữa mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022, sáng nay ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng tại Sở Y tế. Phát biểu chung vui với cán bộ y bác sĩ ngành y tế tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của toàn ngành trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, chăm lo sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong tham mưu thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những hy sinh quên mình bảo vệ sức khỏe người dân, hy sinh lợi ích cá nhân, gia đình đi vào tâm dịch của đội ngũ y bác sĩ tỉnh nhà. Qua đó khẳng định bản lĩnh, năng lực, ý chí và chỉ đạo toàn diện của ngành đối với công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị ngành y tế tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn để phục hồi phát triển kinh tế xã hội, chiến thắng dịch bệnh. Đặc biệt chú trọng các giải pháp đẩy mạnh tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh cho các đối tượng, tăng cường hướng dẫn kỹ năng điều trị F0 tại nhà, nâng cao năng lực phòng chống dịch và điều trị đến xã phường thị trấn. Đồng thời, ngành cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ xây dựng tỉnh nhà trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam cũng đã được các đơn vị địa phương tổ chức nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ y bác sĩ, các cán bộ công tác trong ngành y trong công cuộc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tại lễ kỷ niệm của Bệnh viện Trung ương Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỷ Phương tham dự và trao tặng lãng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho đơn vị. Tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã đọc thư Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại lời dạy của Bác Hồ. Trong 67 năm, tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Bệnh viện Trung ương Huế đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác.
tiếp bước các thế hệ thầy thuốc, cha anh, viết nên những trang sử đầy tự hào của bệnh viện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hơn 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đặt ra thách thức vô cùng to lớn với đất nước, đặc biệt lĩnh vực y tế với hàng chục ngàn ca mắc mới mỗi ngày, hàng vạn người đã tử vong do dịch bệnh. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu điều trị cho bệnh nhân, hàng nghìn thầy thuốc, y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế luôn sẵn sàng, tình nguyện xung kích vào các tuyến đầu tâm dịch COVID-19 để tham gia hỗ trợ phòng chống dịch trên khắp các mặt trên toàn quốc, từ Bắc Giang, Đà Nẵng, Phú Yên, Đồng Tháp, Tiền Giang. Đỉnh cao là tâm dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, vận hành trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 với quy mô 500 giường hồi sức theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. Để tôn vinh những chiến sĩ áo trắng, những chiến binh thầm lặng trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19, dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân của Bệnh viện Trung ương Huế đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vinh danh 5 tiến sĩ, 7 bác sĩ chuyên khoa 2 đã bảo vệ thành công luận án trong năm 2021. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quân y 268, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và gặp mặt chúc mừng đội ngũ y bác sĩ đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cảm ơn đội ngũ cán bộ y bác sĩ, các đơn vị y tế đã quan tâm kịp thời chữa trị, chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, cũng như phù hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua đó, góp phần giúp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, lãnh đạo thị xã Hương Thủy đã đến thăm tặng hoa chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn. Nhìn lại năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lãnh đạo thị xã mong muốn lực lượng y tế thị xã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tăng cường giám sát, phát hiện, sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các xã phường, đảm bảo dự phòng, cung ứng trang thiết bị, vật tư y tế, thực hiện nghiêm việc phân luồng khám, cách ly và điều trị bệnh nhân và các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm. Tập trung xây dựng thương hiệu, tạo sức hút mới cho chợ Đông Ba trong bối cảnh thị trường bán lẻ đang có những bước phát triển sôi động. Đó là lưu ý của Bí thư Thành ủy Phan Thiên Đình trong buổi gặp mặt ban quản lý và tiểu thương chợ Đông Ba vừa được thành phố Huế tổ chức. Là ngôi chợ có bề dày truyền thống, là thương hiệu của thành phố Huế nói riêng và cả tỉnh nói chung, từ lâu chợ Đông Ba đã trở thành trung tâm mua sắm sầm uất, là nơi giao thương mua bán của người dân trong tỉnh với hàng ngàn lượt khách đến tham quan mua sắm mỗi ngày. Với gần 3.000 lô chính và trong bà, chợ Đông Ba quy tụ nhiều chủng loại hàng hóa từ đặc sản Huế, sản phẩm các vùng biển, hàng lưu niệm, quà tặng, thực phẩm, trái cây, hoa màu. Qua thời gian và chợ được đầu tư nâng cấp, sửa chữa lớn nên hiện hạ tầng chợ đã xuống cấp trầm trọng, nhiều khu vực thấp dột, rách nát, nhiều lô hàng bong tróc mái trần, hệ thống điện chằng chịt ảnh hưởng đến mỹ quan và không an toàn cho tiểu thương và khách hàng đến chợ. Tại buổi gặp mặt, nhiều tiểu thương đã phản ánh tình trạng xuống cấp, cần đầu tư sửa chữa, nên rất mong muốn thành phố đầu tư ngân sách nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang môi trường xung quanh, xây dựng lại thương hiệu chợ Đông Ba để thu hút khách. Mặt khác, mong muốn đội ngũ tiểu thương cùng sẵn vai, đồng sức đồng lòng thay đổi thái độ phục vụ, ứng xử với khách hàng để đưa chợ Đông Ba trở thành chợ văn minh thương mại. Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Đình nhận định, thị trường bán hàng đang phát triển ở Huế với nhiều siêu thị quy mô lớn ra đời. Nhiều khách hàng lựa chọn các kênh bán hàng hiện đại như mua hàng qua điện thoại, online. Đồng thời, yêu cầu ban quản lý chợ cần sắp xếp lại các gian hàng trong khuôn viên chợ, từng bước đầu tư nhằm hoàn chỉnh hạ tầng, tạo sức hút cho chợ Đông Ba. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 4 năm 2021. Theo đó, số dư quỹ để hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 còn 898,582 tỷ đồng. Cụ thể, tổng số trích quỹ BOG trong quý 4 năm 2021 tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 là hơn 739 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ BOG trong quý 4 năm 2021 là hơn 666 tỷ đồng. Cùng theo Bộ Tài chính, việc công bố thông tin về quỹ này nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Thanh tra Chính phủ vừa có quy định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh.
Các dự án này nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có sẽ đến năm 2030. Theo cơ quan thanh tra, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến hết năm 2021, một số địa phương được nêu trong quyết định thanh tra gồm tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bạc Liêu. Đây là những địa phương thời gian qua phát triển rất nhiều dạng điện gió, điện mặt trời. Thời hạn thanh tra là 85 ngày làm việc tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật. Các nhà mạng và ngân hàng đã thống nhất giải pháp thu phí trọn gói dịch vụ SMS banking để đảm bảo lợi ích của khách hàng. Theo đó, các ngân hàng đề nghị các nhà mạng tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn, bảo mật. Đồng thời, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp chặt chẽ hơn để bịt các lỗ hổng và kẻ hở bảo mật để các đối tượng tội phạm lợi dụng tấn công. Để bù đắp chi phí cũng như giúp khách hàng tránh được những rủi ro lừa đảo qua tin nhắn, các ngân hàng khuyến khích khách hàng chuyển sang sử dụng các tiện ích của ngân hàng số và sử dụng xác thực giao dịch thông qua Smart OTP. Bộ Y tế cho biết đến nay đã cơ bản hoàn thành thủ tục mua vaccine COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Bộ Y tế đề nghị cấp chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 để đẩy nhanh việc bao phủ tiêm vaccine cho trẻ em. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã có hướng dẫn y tế cơ sở về việc đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em. Với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế đã tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng và Thủ tướng cũng đã có quyết định đồng ý cho Bộ Y tế mua 21,9 triệu liều vaccine của Pfizer để tổ chức tiêm cho nhóm này. Thưa quý vị, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế thực sự trở thành mái nhà chung cho những thành viên cùng chung ý tưởng cống hiến sức trẻ cho cộng đồng. Đặc biệt, quá trình hình thành và phát triển của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ là trùng với thời kỳ dịch bệnh COVID-19, nên hoạt động của câu lạc bộ đã chứng tỏ được giá trị, góp phần tích cực cùng với toàn tỉnh trong khống chế và đẩy lùi đại dịch. Đồng thời, các hoạt động xã hội cũng đã tạo môi trường thuận lợi để các thành viên câu lạc bộ thầy thuốc trẻ phát huy, hoàn thiện năng lực chuyên môn của mình. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu hoạt động của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ qua phóng sự sau. Trách nhiệm về nghề, tận tâm về mỗi bệnh nhân, đó là những điều mọi người có thể nhận thấy khi gặp bác sĩ trẻ Nguyễn Thành Nhân, phó trưởng khoa mắt bệnh viện Trung ương Huế. Với mong muốn mang đến chất lượng tốt nhất trong chăm sóc sức khỏe người bệnh, bác sĩ Nguyễn Thành Nhân đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Nổi bật trong số đó có thể kể đến như đề tài đánh giá kết quả phẫu thuật bút nội nhãn kết hợp đồn vi silicon trong chọc cơ. Không chỉ là một bác sĩ giỏi chuyên môn, Hiền Anh còn là phó bí thư đoàn bệnh viện Trung ương Huế, năng nổ trong phong trào đoàn và các hoạt động thiện nguyện xã hội. Đối với một bác sĩ trẻ thì ngoài các hoạt động chuyên môn tại bệnh viện thì các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thì làm cho mình trở nên năng động hơn, hoạt động hiệu quả hơn trong các phong trào đoàn cũng như là phong trào của hội thầy thuốc trẻ tỉnh. Thì vừa giúp mình được trau dồi cái chuyên môn tốt hơn nữa, cũng như giúp ích cho chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân các vùng sâu vùng xa ngày càng tốt hơn. Vừa là những bác sĩ trẻ giỏi chuyên môn, tiền phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đội ngũ y bác sĩ trẻ còn là những người xung kích đi đầu trong những thời điểm cam go trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Cùng với hệ thống chính trị, hình ảnh những người chiến sĩ áo trắng với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao nhất đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Họ là những người điều trị trực tiếp cho những nạn nhân mắc COVID-19 nặng, tham gia thực hiện các kỹ thuật hồi sức nâng cao cho các bệnh nhân. Điều đó cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ y bác sĩ tỉnh vẫn luôn hết lòng vì sức khỏe của nhân dân. Thực sự là chặng đường 45 ngày ở Biên Hòa Đồng Nai thì đối với em là một hành trình, và một cái hành trình sống mà em được chứng kiến từ đầu đến cuối. Thì ở đó thì chúng em được sống hết mình với cái tâm nguyện trong sáng nhất, cố gắng vượt qua được tất cả những cái khó khăn với cái tinh thần bền bỉ và kiên trì nhất. Và chúng em cảm nhận được cái sự mà tự nguyện hỗ trợ yêu thương nhau của đồng bào của chúng ta. Sau hơn 3 năm hoạt động, mạng lưới thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát triển rộng khắp từ Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược đến các huyện, thị xã, thành phố. Với sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức hội, việc thực hiện cuộc vận động thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng đã thực sự triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động chăm lo cho sức khỏe nhân dân. Đến với những người nghèo ở những vùng xa xôi, đến với người dân ở những vùng bão lụt, với những gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng là tiếng gọi vang lên trong trái tim mỗi người thầy thuốc trẻ. Mẹ tôi già sức yếu, thế nên cũng nghe nói là không được thông suốt.
Thì tôi cũng xin thay mặt thì còn cảm ơn đoàn, huyện đoàn và trung tâm đoàn y tế của huyện đã đến quan tâm mẹ, thì gia đình rất là cảm ơn. Ngoài hoạt động về mặt chuyên môn thì những hoạt động thiện nguyện như thế này giúp tôi nâng cao thêm về tay nghề cũng như nâng cao về trách nhiệm của bản thân mình trong việc chăm lo cho các những đối tượng mà yếu thế, những các bà mẹ Việt Nam anh hùng có công với cách mạng. Dịch Covid vừa qua thì chúng ta thấy rằng là vai trò của những chiến sĩ áo trắng, trong đó là có những thầy thuốc trẻ phát huy rất là lớn trong những tiền tuyến chống dịch trên địa bàn của tỉnh chúng ta. Thì chúng ta tham gia hỗ trợ các tỉnh ở tại Bắc Giang và các tỉnh phía Nam, tham gia tình nguyện trong công tác đó là tại các chỗ kiểm soát Covid, trong công tác phòng chống dịch như là tiêm chủng vaccine, cùng với cả hệ thống chính trị cũng như tỉnh nhà xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta ngày càng phát triển nhiều hơn nữa. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, Thừa Thiên Huế cơ bản đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Để đạt được kết quả đó, có công sức không nhỏ của lực lượng y, bác sĩ và cán bộ y tế trẻ tỉnh nhà. Với sự chỉ đạo, tổ chức hiệu quả các hoạt động của hội thầy thuốc trẻ và sự nhiệt tình, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ trẻ đã mang đến một sức sống mới cho hoạt động của hội. Và đây cũng là môi trường giúp cho nhiều thầy thuốc trẻ có những bước trưởng thành rõ rệt, đạt được những thành tích xuất sắc trong điều trị, phục vụ cộng đồng. Phóng sự tiếp theo mời quý vị cùng gặp gỡ một thầy thuốc đặc biệt, đó là bác sĩ Đại Đức Thích Tâm Quang, phó giám đốc điều hành Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức. Trong thời gian cao điểm đại dịch, vị bác sĩ tu sĩ vốn chỉ còn một lá phổi do từng mắc bệnh lao này đã không quản ngại hiểm nguy để xung phong đứng vào đội hình tình nguyện của ngành y tế Thừa Thiên Huế để vào Nam chi viện. Hoàn thành nhiệm vụ trở về, bác sĩ Thích Tâm Quang lại tiếp tục mở điểm thu dung điều trị F0 tại Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức. Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức hàng ngày đón từ 50 đến 70 bệnh nhân đến thăm khám. Con số này chỉ bằng một nửa so với thời điểm bình thường khi không có dịch. Đây cũng là cơ sở tôn giáo đầu tiên trên địa bàn tỉnh tham gia cùng ngành y tế tỉnh khám và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Hiện nay, Tuệ Tĩnh Đường có 20 bệnh nhân F0 đang điều trị trong tổng số 177 F0 đã được điều trị từ trước đến nay. Đại Đức Thích Tâm Quang, thạc sĩ bác sĩ, phó giám đốc điều hành Tuệ Tĩnh Đường với chuyên môn cũng như kinh nghiệm có được từ việc tham gia tình nguyện điều trị F0 tại Bình Dương cùng các đồng nghiệp chịu trách nhiệm thăm khám. Đến nay đã có 152 bệnh nhân F0 được điều trị lành bệnh. Mình là những người mang trên mình chiếc blue trắng. Ngoài ra mình cũng là một tu sĩ Phật giáo với một cái lòng trắc ẩn như vậy, thì mình không thể gọi là mình muốn đóng góp được một cái gì đó cho cộng đồng, cho ngành y. Mình không muốn gọi là mình an phận trong một cái sự an toàn. Đến đấy thì bước vào thì tất cả các sư và các nhân viên họ tư vấn cho mình từ bước một vào khám, xong rồi là thì nhu cầu của mình bệnh nhân là muốn làm gì, đến để chụp phim hoặc là siêu âm hoặc là làm những cái gì là rất là tận tình với bệnh nhân. Tu tập ở chùa Trúc Lâm, nhưng bác sĩ Đại Đức Thích Tâm Quang đã ở hẳn tại phòng khám Từ Thiện Hải Đức để tự cách ly điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Cũng như các y bác sĩ khác tại đây, hàng ngày bác sĩ cũng đi thăm khám, theo dõi diễn biến của từng bệnh nhân và cho thuốc khi cần thiết. Những lúc này, bác sĩ đã không còn nghĩ đến căn bệnh đã lấy đi của bản thân một lá phổi từ năm 12 tuổi. Đây là lần thứ hai bác sĩ Thích Tâm Quang vào tuyến đầu chống dịch. Trước đó, khi các tỉnh phía Nam có nhu cầu cần được hỗ trợ y tế, bác sĩ Đại Đức Thích Tâm Quang cùng hai đồng đạo đã viết thư tình nguyện lên đường vào Bình Dương dập dịch. Sau hơn một tháng hỗ trợ tại Bình Dương, bác sĩ Thích Tâm Quang đã khẳng định được nguyên tắc phòng dịch hiệu quả. Đây là lần đầu tiên có thể nói là một cái hệ thống y tế tư ngoài công lập tham gia trong vấn đề mà chăm sóc và điều trị bệnh nhân F0. Thứ hai nữa đây vấn đề nhân lực. Thật ra nhân lực ở đây thì chỉ có 3 vị đó là có kinh nghiệm đi tình nguyện tại Bình Dương mới có được có kinh nghiệm giảm mà gọi là không sợ. Nhưng mà khi các đồng nghiệp, các cái tình nguyện tại tuyến đường Hải Đức khi mà cùng với tham gia với mình thì họ vẫn có một cái chẳng gì đó ai da. Nhưng mà với sự quyết tâm cũng như sự sẻ chia với tinh thần của người con Phật, với lòng từ bi của người con Phật thì mọi người đã vượt qua được những cái khó khăn đó. Nhờ việc làm của bác sĩ Đại Đức Thích Tâm Quang trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được Ủy ban dân tỉnh Bình Dương, Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận đánh giá cao. Nhưng với Đại Đức Thích Tâm Quang thì hạnh phúc lớn nhất của ông đến thời điểm này
là đã được sống, làm việc và có thể vui vẻ hy sinh cho lý tưởng của mình là phục vụ tăng ni và người dân. Phần cuối là một số thông tin khác. Tại trường mầm non xã Đông Sơn, huyện A Lưới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tặng hơn 1.000 áo ấm và dép cho các em học sinh trong chương trình Áo ấm cho em. Trong những ngày qua, nhiệt độ tại huyện A Lưới xuống thấp kèm theo mưa, trời rét buốt. Đây là những địa phương đặc biệt khó khăn. Các em học sinh đồng bào các dân tộc còn nhiều thiếu thốn. Với mong muốn chia sẻ với các em học sinh, chương trình Áo ấm cho em lần này đã trao 1.050 áo ấm và 1.050 đôi dép cho các em học sinh thuộc 4 trường mầm non Đông Sơn, A Đoàn, Khương Nguyên, Quảng Nhâm thuộc huyện biên giới A Lưới với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong các chuỗi hoạt động do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện hướng đến chào mừng 33 năm Ngày Biên phòng Toàn dân 13/3/1989, 13/3/2022 và 63 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng 13/3/1959, 13/3/2022. Giải bóng đá hạng nhất Sơn 7 tranh cúp Sang Dầu Vinh Thanh vừa được khởi tranh chiều qua ngày 26 tháng 2 trên sân cỏ nhân tạo Uyên Phương, phường Tây Lộc, thành phố Huế đã thu hút sự chú ý khi áp dụng hình thức video quay chậm theo nguyên tắc công nghệ VAR. Thu hút 12 đội bóng phong trào xuất sắc nhất trên địa bàn tỉnh. Tại giải, các đội chia làm 3 bảng, đã vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng và chọn 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Đặc biệt, ở trận chung kết sẽ có 4 camera đặt 4 góc. Khi các đội có kiểu này, trọng tài sẽ xem lại các video quay chậm tương tự công nghệ VAR để đưa ra quyết định cuối cùng. Theo ban tổ chức, đây là sân chơi do cộng đồng bóng đá Phủi nhằm tạo cơ hội để những người đam mê bóng đá phong trào có dịp gặp gỡ, kết nối đam mê bóng đá, xây dựng cộng đồng bóng đá phong trào Thừa Thiên Huế vững mạnh. Đồng thời tạo đà để các hoạt động thể dục thể thao nói chung, bóng đá nói riêng khởi động trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Giải kết thúc vào ngày 6 tháng 3. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.